phát khởi thiên nhĩ trí thông thù thắng rõ ràng thanh tịnh hơn tai của trời người có khả năng nghe như thật các thứ âm thanh của loài hữu tình phi tình khắp mười phương thế giới nghĩa là nghe khắp các tiếng địa ngục tiếng bảng xanh tiếng quỷ giới tiếng người tiếng trời tiếng thanh văn tiếng độc giác tiếng bồ tát tiếng chư phật tiếng chê bai sanh tử tiếng khen ngợi niết bàn tiếng vứt bỏ hữu vi tiếng hướng đến bồ đề, tiếng chán ngán hữu lậu, tiếng ưa thích vô lậu, tiếng tán dương tam bảo. Tiếng chế phục tả đạo, tiếng bàn luận chọn lựa, tiếng phúng tụng kinh điển, tiếng khuyên đoạn pháp ác, tiếng khiến tu pháp lành, tiếng cứu giúp khổ nạn, các thứ âm thanh như thế hoặc lớn hoặc nhỏ nghe hết không ngăn ngại. Dẫn pháp tha tâm trí thông thủ thắng có khả năng biết như thật, pháp tâm và tâm sở của các loại hữu tình khác khắp mười phương thế giới khác, đó là biết khắp các loại hữu tình khác, hoặc có tâm tham, hoặc lìa tâm tham, hoặc có tâm sân, hoặc lìa tâm sân, hoặc có tâm si, hoặc lìa tâm si, hoặc có tâm ái, hoặc lìa tâm ái, hoặc có tâm thủ, hoặc lìa tâm thủ, hoặc tâm tụ, hoặc tâm tán, hoặc tâm tiểu, hoặc tâm đại, hoặc tâm cử, hoặc tâm hạ, hoặc tâm tĩnh lặng hoặc tâm chẳng tĩnh lặng hoặc tâm lay động hoặc tâm chẳng lay động hoặc tâm định hoặc tâm bất định hoặc tâm giải thoát hoặc tâm chẳng giải thoát hoặc tâm hữu lậu hoặc tâm vô lậu hoặc tâm có tu hoặc tâm chẳng tu hoặc có tâm hướng thượng hoặc không có tâm hướng thượng các thứ tâm như thế đều như thật biết, dẫn phát túc trụ trí thông thủ thắng, nhớ biết như thật các sự việc đã qua của vô lượng hữu tình khắp mười phương thế giới. Đó là tùy theo sự nhớ nghĩ các việc đã qua hoặc tự mình hoặc người khác trong khoảng một tâm, mười tâm, trăm tâm, ngàn tâm, nhiều trăm ngàn tâm, hoặc lại tùy theo sự nhớ nghĩ các việc đã qua trong vòng một ngày, mười ngày, trăm ngày, ngàn ngày, nhiều trăm ngàn ngày, hoặc tùy theo sự nhớ nghĩ các việc đã qua trong vòng một tháng mười tháng trăm tháng ngàn tháng nhiều trăm ngàn tháng hoặc tùy theo sự nhớ nghĩ các việc đã qua trong vòng một năm mười năm trăm năm ngàn năm nhiều trăm ngàn năm hoặc tùy theo sự nhớ nghĩ các việc đã qua trong vòng một kiếp mười kiếp trăm kiếp ngàn kiếp nhiều trăm ngàn kiếp cho đến vô lượng vô số trăm ngàn ức triệu kiếp hoặc tùy theo sự nhớ nghĩ các việc xảy ra ở đời trước khi đó chỗ đó có tên như thế, họ như thế, chủng loại như thế, ăn uống như thế, ở lâu như thế, tuổi thọ như thế, sống lâu như thế, hưởng lạc như thế, chịu khổ như thế, từ nơi ấy chết đi sanh vào chỗ này, từ chốn này chết đi sanh vào chỗ đó, dung mạo như vậy, tiếng nói như vậy, hoặc sơ lược hoặc đầy đủ hoặc của mình hoặc của người, các việc đã qua tùy theo sự nhớ nghĩ biết hết.